Em chào thầy, em là Trần Văn Tính, học xử lý tiết 1, tiết 2, tháng thứ 6. Giờ em làm bài tập 3, vẽ mạch mô phỏng và viết chương trình điều khiển highlight 7 đoạn, đếm xuống từ 12 đến 00, rồi chụp tất dấu gạch ngang 3 lần và đếm từ 00 đến 12, lặp lại. Mềm Pro Tools, có mạch reset, hay là sử dụng thạch anh bên ngoài. Tiên có dùng hai con led 7 đoạn anode chung. Đường dây. À, nói chung nên nói chung đến ngồi nói hai led nói hai led à, nói chung nên khi port D và port Port D và port C xuất ra mức 0 thì led sẽ sáng. Đây là chế độ nhận dòng. Ra phần mềm CCS. Đầu tiên là khai báo thư viện 16F887. Đó là khai báo cấu hình của 16F887. Không sử dụng đồng hồ bắt đọc thăm sử dụng bộ định thời có điện tần số cao HS không bảo vệ cột no protect rồi sử dụng tần số là 20 m. Đầu tiên khai báo biến đếm và biến y. Sau đó khai báo, đây là dòng khai báo mã 7 đoạn, chuỗi mã 7 đoạn. Sau đây là Voidman. Đầu tiên là xuất mức port C và port D ra mức 0. Set. C. Lặp quay tru
em. Nhân 3. Em bằng 12. C đếm chia 10 chục ông D đếm lấy hàng đơn vị trăm lấy xong phần đếm từ 12 xuống 00 giờ gạch ngang nháy 3 lần.
này sai. Mày bảo là đúng không? Ừ. Chờ xíu mấy thanh niên quay clip không ạ? Nha. Biết cái lồn vậy? Đang làm bài tập. Yên tâm, thầy không coi đến đoạn này đâu. Chạy thử chương trình compiler. Nó hiện không error, không warning, không protest. Nó chạy thôi. Như vậy nó là chạy đúng rồi. Em xin kết thúc video tại đây.